Chào tất cả các em học sinh, cô Đặng Thị Thu Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thực hiện. Ở các tiết học trước, các em đã được ôn tập về nội dung của chương 1, cơ chế di truyền và biến dị. Hôm nay, các em sẽ tiếp tục ôn tập nội dung chương 2, đó là tính quy luật của hiện tượng di truyền. Trước tiên các em xem cho cô một số các cái hình ảnh sau. Đây chính là cây đậu Hà Lan. Với đối tượng nghiên cứu là cây đậu Hà Lan, ông đã tiến hành nghiên cứu trên 7 cặp tính trạng khác nhau để tìm ra quy luật của mình. Nhắc tới đây, ắt hẳn tất cả các em đã biết cô đang nhắc tới Mendel. Và trong khuôn khổ tiết học hôm nay, cô cùng các em sẽ ôn tập lại nội dung quy luật di truyền của ông. Phần này gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất là lý thuyết trọng tâm và thứ hai đó là các dạng bài tập liên quan đến quy luật. Bây giờ ta đi vào phần thứ nhất, lý thuyết trọng tâm. Để trả lời được các câu hỏi cũng như giải được các bài tập liên quan đến quy luật di truyền nói chung cũng như của Mendel nói riêng thì các em cần nắm cho cô một số các khái niệm cơ bản sau. Thứ nhất là kiểu hình, là đặc điểm cụ thể nào đó phân biệt giữa các cá thể với nhau, và trong phép Lie người ta thường thực hiện bằng các cặp tính trạng, là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng. Cô lấy ví dụ hoa đỏ Lie với hoa trắng, hoặc là Lie giữa cây thang cao với cây thang thấp. Các tính trạng này thì nó được quy định bởi các nhân tố di truyền theo giả thuyết của Mendel, và trong di truyền hiện đại người ta gọi đó là gen, gồm các allele. Allele là các trạng thái khác nhau của cùng một gen. Cô ví dụ như gen A thì gồm có allele A lớn và allele A nhỏ. Ở các sinh vật lưỡng bộ trong tế bào, các allele thường tồn tại thành từng cặp, gọi đó là cặp allele. Gồm có hai allele giống nhau hoặc khác nhau của cùng một gen, nên chúng có cùng vị trí xác định trên cặp nhiễm thể tương đồng. Tùy vào hai allele này giống nhau hay khác nhau mà ta có khái niệm kiểu gen đồng hợp hay dị hợp. Kiểu gen đồng hợp là các allele của cùng một gen giống nhau, ví dụ như A lớn hoặc A nhỏ. Kiểu gen dị hợp là các allele của cùng một gen khác nhau, ví dụ A lớn, A nhỏ. Trong trường hợp nếu như có nhiều cặp gen thì kiểu gen đồng hợp là kiểu gen mà trong đó tất cả các cặp gen đều đồng hợp. Ví dụ A lớn, B lớn, D nhỏ, D nhỏ. Còn kiểu gen dị hợp là kiểu gen mà trong đó ít nhất có một cặp dị hợp. Ví dụ A lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel. Về phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel thì ông tiến hành bằng phương pháp phân tích con Lie với các bước tiến hành thí nghiệm như sau. Bước thứ nhất, tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ qua nhiều thế hệ. Sau đó bước 2 là Lie các dòng thuần chủng khác nhau về một hoặc nhiều cặp tính trạng, theo dõi thế hệ Lie và thu kết quả. Bước 3, sử dụng toán xác suất thống kê để phân tích kết quả thu được, từ đó tìm ra quy luật và đưa ra giả thiết để giải thích quy luật. Bước thứ tư là làm thí nghiệm để kiểm tra lại thuyết đó bằng phép Lie phân tích. Với phương pháp nghiên cứu trên thì Mendel đã tìm ra được quy luật di truyền của mình. Đó là gồm có quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập. Ở hai quy luật này thì các em cần nắm cho cô 5 nội dung cơ bản sau cho mỗi quy luật. Thứ nhất, đó là thí nghiệm của Mendel về phép Lie một tính đối với quy luật phân ly và Lie nhiều tính đối với phân ly độc lập. Từ đó rút ra nội dung của từng quy luật. Bước thứ ba đó là giải thích. Thì cô lưu ý chỗ giải thích này thì có hai nội dung các em cần ôn lại. Thứ nhất là giải thích theo giả thuyết của Mendel và thứ hai là theo thuyết nhiễm sắc thể của di truyền hiện đại, hay nói cách khác là cơ sở tế bào học. Thứ tư là điều kiện nghiệm đúng. Thì có rất nhiều điều kiện để nghiệm đúng cho từng quy luật. Trong đó cô xin nhấn mạnh, đối với quy luật phân ly thì các em lưu ý là mỗi gen quy định một tính trạng và trội lặng hoàn toàn.
để sau này các em sẽ gặp một trường hợp là nhiều gen quy định một tính trạng hoặc một gen quy định nhiều tính trạng. Còn trong các điều kiện nghiệm đúng của phân ly độc lập thì cô xin nhấn mạnh điều kiện cơ bản nhất, đó là mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể, hay nói cách khác là các gen nằm trên các nhiễm thể khác nhau. Và nội dung thứ năm, đó là ý nghĩa của từng quy luật. Phần này các em đã được học kỹ trong lý thuyết của từng bài ở học kỳ 1. Về nhà các em tự ôn lại. Bây giờ ta sang nội dung thứ hai, đó chính là các dạng bài tập có liên quan. Trước hết là các bài tập liên quan đến quy luật phân ly. Dạng 1, xác định tính trạng trội lặn. Theo Mendel, phê thuần chủng khác nhau về cặp tính trạng tương phản. F1 đồng tính kiểu hình giống bố hoặc mẹ thì tính trạng biểu hiện F1 là tính trạng trội. Tính trạng không biểu hiện F1 là tính trạng lặn. Ví dụ, phê thuần chủng đỏ lai với trắng, F1 100% đỏ thì đỏ là trội hoàn toàn, so với trắng là lặn. Riêng đối với những sinh vật sinh sản X thì cách xác định kiểu hình bằng cách dựa vào những cặp bố mẹ có kiểu hình giống nhau sinh ra đời con có kiểu hình khác bố mẹ, thì kiểu hình khác bố mẹ đó là lặn, còn kiểu hình bố mẹ là kiểu hình trội. Cô lấy ví dụ, phê lai giữa trâu đen với trâu đen, F1 sinh ra có con trâu trắng thì tính trạng trâu trắng là tính trạng lặn và trâu đen là tính trạng trội. Đó là cách xác định kiểu hình. Còn cách xác định kiểu gen thì kiểu hình lặn luôn luôn có một kiểu gen, đó là đồng hợp tử lặn, của lấy ví dụ A nhỏ A nhỏ. Nhưng đối với kiểu hình trội thì ta có hai kiểu gen, đó là A lớn hoặc A lớn A nhỏ, thì ta xác định bằng cách thực hiện phép lai phân tích. Nếu kết quả lai FB đồng tính thì tính trạng đó là thuần chủng, có kiểu gen A lớn A lớn. Nếu FB phân tính hai loại kiểu hình theo tỷ lệ 1:1 thì kiểu hình trội đó là dị hợp A lớn A nhỏ. Bây giờ ta sang dạng thứ hai, đó là số loại kiểu gen kiểu hình cũng như tỷ lệ kiểu gen kiểu hình trong quy luật phân ly của Mendel. Với một gen có hai allele A lớn và A nhỏ thì ta sẽ có ba kiểu gen A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Tổ hợp ngẫu nhiên ta sẽ có 6 phép lai như ở sơ đồ, với kết quả số loại tỷ lệ kiểu gen kiểu hình. Thì cô yêu cầu các em phải nắm vững cho cô các cái tỷ lệ này để làm cơ sở cho giải các bài tập của quy luật phân ly độc lập. Bây giờ cô sang dạng thứ ba, đó là các trường hợp mở rộng của quy luật phân ly. Thứ nhất là hiện tượng trội không hoàn toàn, hay còn gọi là di truyền trung gian. Các em theo dõi ví dụ. Allen A lớn quy định đỏ, allen A nhỏ quy định trắng, kiểu gen A lớn A nhỏ quy định hồng. Phê thuần chủng lai giữa một cá thể đỏ và cá thể trắng, F1 thu được 100% hồng. Khi cho F1 tự thụ thì F2 thu được tỷ lệ là 1 đỏ, 2 hồng, 1 trắng. Như vậy ở đây các em thấy cho cô, so với quy luật di truyền phân ly của Mendel thì quy luật di truyền trung gian giống với Mendel hoàn toàn về kiểu gen, nhưng khác ở kiểu hình. Mendel kiểu này là 100% đỏ, chỗ này là 3 đỏ 1 trắng, thì ở đây là 100% hồng, ở đây là 1 đỏ 2 hồng 1 trắng. Bây giờ ta sang hiện tượng thứ hai, đó là hiện tượng di truyền gen đa allele. Thế nào là gen đa allele? Thông thường thì một gen gồm có 2 allele, nhưng có một số gen thì số lượng allele lớn hơn 2, người ta gọi đó là gen đa allele. Và trong hiện tượng gen đa allele thì có hai trường hợp. Thứ nhất là đa allele và trội lặn hoàn toàn. Cô lấy ví dụ về sự di truyền màu sắc lông ở thú. Thì allele A lớn 1 quy định màu đen là trội hoàn toàn so với allele A lớn 2 quy định màu xám. Và allele A lớn 2 là trội hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định màu trắng. Khi thực hiện phép lai phê giữa một cá thể lông đen có kiểu gen A lớn 1 A nhỏ với một cá thể lông xám có kiểu gen A lớn 2, A nhỏ, thì F1 ta thu được 4 loại kiểu gen với tỷ lệ bằng nhau bằng 1/4. Đó là A lớn 2, A nhỏ, A lớn 1, A nhỏ, A lớn 2, A lớn 1 và A nhỏ, A nhỏ. Bây giờ cô bày các em cách xác định
kiểu hình trong trường hợp gen đa allele. Do A lớn 1 là trội hoàn toàn so với A lớn 2 và A nhỏ, nên trong kiểu gen có ít nhất một A lớn 1 thì nó là biểu hiện tính trạng lông đen. Như vậy thì ở đây A lớn 1, A nhỏ, A lớn 1, A lớn 2 sẽ biểu hiện kiểu hình là lông đen. Tương tự như thế, trong kiểu gen có ít nhất một A lớn 2, hiển nhiên sẽ không có A lớn 1 thì sẽ quy định kiểu hình lông xám. Như vậy ở đây thì kiểu gen A lớn 2, A nhỏ sẽ quy định là xám. Và do A nhỏ là lặng, do đó chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử A nhỏ, A nhỏ. Như vậy kết quả phép lai này ta sẽ thu được là một xám, hai đen và một trắng. Như vậy ở đây các em thấy cho cô đều là phép lai một cặp tính trạng và cũng thu được kết quả 121. Nên có thể một số em nhầm lẫn với hiện tượng trội không hoàn toàn hay gọi là di truyền trung gian. Thì cô lưu ý điểm khác của nó so với hiện tượng di truyền trung gian, đó là khác ở phép lai bố mẹ. Di truyền trung gian là thực hiện giữa cặp bố mẹ có kiểu gen và kiểu hình giống nhau, còn ở đây là giữa hai cá thể có kiểu gen và kiểu hình khác nhau. Bây giờ ta sang hiện tượng gen đa allele thứ hai, đó là gen đa allele và đồng trội. Ví dụ, theo dõi sự di truyền về nhóm máu trong hệ nhóm máu ABO ở người, thì có 3 allele, IA là đồng trội so với IB và trội hoàn toàn so với IO. Thực hiện phép lai giữa một người có nhóm máu A có kiểu gen IAIO với một người có nhóm máu B có kiểu gen IBIO thì ta sẽ thu được F1 với 4 loại kiểu gen khác nhau với tỷ lệ bằng nhau bằng 1/4, đó là IA, IB, IAIO, IBIO và IOIO. Bây giờ cách xác định kiểu hình. IA là trội hoàn toàn so với IO nên trong kiểu gen IAIO sẽ là máu A. Tương tự, IB là trội hoàn toàn so với IO nên có ít nhất một IB thì IBIO là máu B. Hiển nhiên, IO là allele lặng nên nó chỉ bị kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử lặng, đó là IOIO là máu O. Nhưng do IA là đồng trội so với IB nên trong kiểu gen có mặt cả hai allele IA và IB thì lúc đó nó xuất hiện một kiểu hình mới, đó chính là máu AB. Như vậy ở bài này ta sẽ xuất hiện 4 loại kiểu hình theo tỷ lệ 1:1:1:1. Bây giờ cô sang trường hợp thứ 3 là gen gây chết ở thể đồng hợp. Các em theo dõi ví dụ sau. Sự di truyền tính trạng vảy ở cá allele A lớn quy định có vảy, A nhỏ không vảy. Kiểu gen A lớn làm cho trứng không nở. Khi thực hiện phép lai giữa hai cá thể dị hợp thì F1 ta thu được 3 loại kiểu gen với tỷ lệ như thế này. Và thống kê kiểu hình sẽ là 2 có vảy, 1 không vảy. Bởi vì hợp tử A lớn này làm cho trứng không nở nên kiểu hình thu được là 2, 1. Cô giả sử nếu như gen gây chết ở thể đồng hợp lặng, đó là giả sử hợp tử A nhỏ mà làm cho trứng không nở thì kết quả phép lai này ta sẽ thu được 100% là tính trạng trội. Và đây cũng chính là dấu hiệu nhận biết của gen gây chết ở thể đồng hợp. Khi lai hai cá thể dị hợp với nhau, nếu F1 thu được hai loại kiểu hình theo tỷ lệ 2:1 thì gen gây chết ở đồng hợp trội. Nếu thu được 100% trội thì gen gây chết ở đồng hợp lặng. Bây giờ cô sang trường hợp thứ tư. Đó là tính trạng chịu ảnh hưởng của giới tính. Các em theo dõi ví dụ về tính trạng hói đầu ở người. H lớn quy định hói, H nhỏ quy định không hói. Nhưng kiểu gen H lớn H nhỏ sẽ quy định hói ở nam và không hói ở nữ. Khi thực hiện phép lai giữa hai cá thể dị hợp tử với nhau H lớn H nhỏ với H lớn nhỏ, F1 ta cũng thu được 3 loại kiểu gen với tỷ lệ như thế này, giống như phân ly của Mendel. Nhưng khi thống kê kiểu hình thì các em thấy cho cô, H lớn thì dù nam hay nữ đều hói. Nhưng H lớn H nhỏ thì hói ở nam nhưng không hói ở nữ. Bây giờ cô xét ở giới nữ thì ta sẽ được tỷ lệ là 1 hói, 3 không hói. Nhưng nếu cô xét ở nam thì kiểu gen H lớn H nhỏ quy định hói nên cô lại được 3/4 hói còn 1/4 không hói. Như vậy cộng chung cho cả nam lẫn nữ cả hai tỷ lệ này thì ta sẽ được là tỷ lệ 1 hói, 1 không hói. Nó khác với mình đây. Do đó các em lưu ý cho cô, đây cũng là cái tỷ lệ đặc trưng của gen chịu ảnh hưởng của giới tính. Và cô lưu ý các em, đây là gen nằm trên nhiễm sắc thể thường chịu ảnh hưởng của giới tính,
chứ không phải di truyền liên kết với giới tính. Bây giờ cô sang dạng bài tập thứ tư là vận dụng xác suất trong tính tỷ lệ một loại kiểu hình hay kiểu gen nào đó của quy luật phân ly. Có ba nguyên tắc, đó là phép cộng, phép nhân và phép phóng vị. Phép cộng được thực hiện khi xuất hiện một trong số n sự kiện. Phép nhân được thực hiện khi đồng thời xuất hiện các sự kiện. Phép phóng vị được thực hiện khi có nhiều trường hợp xảy ra. Bây giờ cụ thể cho ví dụ sau. Sự di truyền bệnh bạch tạng ở người do gen lạc nằm đến nhiễm thể thường quy định. Khi thực hiện phép lai, phê dị hợp với nhau, theo lý thuyết, xác suất để cặp vợ chồng này sinh được A. Một đứa con bị bệnh, B. Một đứa con gái bình thường, C. Một con gái bị bệnh hoặc một con trai bình thường, D. Ba đứa con, trong đó hai đứa bình thường, một đứa bệnh, E. Ba đứa con, trong đó có ít nhất một đứa bình thường. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em từng bước. Theo giả thiết thì thực hiện phép lai giữa phê A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ thì F1 ta thu được 3 loại kiểu gen với 2 loại kiểu hình như sau. 3 phần 4 bình thường, 1 phần 4 bệnh. Như vậy thì ở câu A, xác suất để cặp vợ chồng này sinh được một đứa con bị bệnh thì hiển nhiên là bao nhiêu đó các em? 1 phần 4, rất đơn giản. Bây giờ câu B, một đứa con gái bình thường. Như vậy ở đây xuất hiện đồng thời hai sự kiện. Yêu cầu đồng thời sự kiện là đứa đó là đứa con gái mà xác suất trai gái là 1 phần 2. Còn xác suất để sinh đứa này bình thường thì theo ở trên đó là bao nhiêu các em? 3 phần 4. Như vậy ở đây ta thực hiện phép gì? Do ở đây là xuất hiện đồng thời hai sự kiện là đứa đó vừa con gái vừa có kiểu hình bình thường nên ta sẽ sử dụng phép nhân. Vậy đáp án sẽ là 3 phần 8. Bây giờ ta sang câu C. Tương tự như thế, một đứa con gái bị bệnh thì con gái là 1 phần 2 và bị bệnh là 1 phần 4. Nên sẽ là 1 phần 2 nhân 1 phần 4 là 1 phần 8. Con trai bình thường, con trai là 1 phần 2, bình thường là 3 phần 4, như vậy là 3 phần 8. Bây giờ đề là yêu cầu một đứa con gái bị bệnh hoặc, lưu ý cho cô chữ hoặc, một đứa con trai bình thường. Như vậy thì xuất hiện một trong hai trường hợp, nghĩa là một trong n trường hợp thì lúc đó ta sẽ sử dụng phép cộng. Như vậy đáp án sẽ là 4 phần 8 hay nói khác là 1 phần 2. Trường hợp thứ tư, ba đứa con trong đó hai đứa bình thường và một đứa bị bệnh. Hai đứa bình thường xác suất một đứa là 3 phần 4. Như vậy hai đứa bình thường là 3 phần 4 nhân 3 phần 4. Một đứa bị bệnh sẽ là 1 phần 4. Và ở đây chữ gì các em? Và có nghĩa là đồng thời. Nên ta sử dụng phép nhân. Và thông thường chỗ này các em sẽ là bằng 3 phần 4 nhân 3 phần 4 nhân 1 phần 4 là 9 phần 64. Và đây là phương án nhiễu để thường các em bị tréo sai. Ở đây sinh 3 người con, 2 bình thường, 1 bị bệnh thì sẽ xảy ra 3 trường hợp. Hai đứa con bình thường trước đến một đứa bị bệnh. Hoặc một đứa bị bệnh tới hai đứa bình thường. Hoặc một đứa bình thường tới một đứa bệnh rồi tới một đứa bình thường. Như vậy xảy ra 3 trường hợp. Do đó ta phải nhân với số trường hợp là 3, hay gọi là ta phải thực hiện phép hoán vị là C13 hoặc C23. Và đáp số đúng sẽ là 27 phần 64. Cuối cùng, ba đứa con trong đó có ít nhất một đứa bình thường. Thì ta phân tích ít nhất một đứa bình thường thì có thể là một đứa bình thường, hai đứa bệnh. Hoặc hai đứa bình thường, một đứa bệnh. Hoặc cả ba đứa đều bình thường. Như vậy một trường hợp duy nhất không xảy ra, đó là cả ba đứa đều bị bệnh. Do đó mà cách làm nhanh nhất trong bài này là các em lấy 100% trừ cho xác suất cả ba đứa đều bị bệnh. Mà một đứa là 1 phần 4, ba đứa đều bị bệnh là 1 phần 4, mũ 3 là 1 phần 64. Nên đáp án sẽ là 1 trừ 1 phần 64, chính là 63 phần 64. Bây giờ cô sang các dạng bài tập liên quan đến xác định kiểu gen. Các em theo dõi ví dụ sau. Sự di truyền chiều cao cây ở thực vật Alena lớn quy định thân cao, A nhỏ quy định thân thấp. Khi thực hiện phép lai giữa A lớn A nhỏ theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen dị hợp thu được F1 là bao nhiêu? Thứ hai, tỷ lệ kiểu gen dị hợp thu được trong tổng số cây cao F1 là bao nhiêu? Bây giờ cô hướng dẫn các em. Thực hiện phép lai giữa A lớn A nhỏ thì ta cũng thu được 3 loại kiểu gen với 2 loại kiểu hình như thế này, theo quy luật phân ly của Mendel. Bây giờ tỷ lệ kiểu gen dị hợp thu được F1 thì ở đây là bao nhiêu các em? Kiểu gen dị hợp là kiểu gen gồm 2 allele khác nhau, như vậy A lớn A nhỏ. Đó là 2 phần 4, hay nói cách khác đó là 1 phần 2. Bây giờ câu B.
tỷ lệ kiểu gen dị hợp thu được trong tổng số cây cao. Như vậy là bây giờ tìm tỷ lệ kiểu gen khi đã biết kiểu hình cụ thể. Như vậy trong tổng số cây cao là trong chỉ có kiểu gen A lớn A lớn và A lớn A nhỏ. Ta không có kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Thì có 1 phần 4 là A lớn, 2 phần 4 là A lớn A nhỏ. Như vậy trong tổng số cây cao ở F1 thì kiểu gen dị hợp chiếm 2 phần trong tổng 3 phần. Nên đáp án sẽ là 2 phần 3 chứ không phải 2 phần 4 này. Bây giờ qua sang dạng bài tập thứ 5. Đó là bài tập liên quan đến quy luật phân ly độc lập. Khi giải các bài tập liên quan đến quy luật phân ly độc lập thì cô lưu ý các em một nguyên tắc cơ bản sau. Đó là tỷ lệ phân ly chung sẽ bằng tích tỷ lệ phân ly riêng trong mọi trường hợp. Hay nói cách khác là kết quả của lai nhiều cặp tính trạng sẽ bằng tích xác suất của từng tính khi xét riêng. Bây giờ cô cụ thể. Ví dụ, sự di truyền chiều cao cai và màu sắc hoa ở thực vật giữa hai cặp gen nằm trong nhiễm thể thường quy định. A lớn, cao, A nhỏ, thấp, B lớn, đỏ, B nhỏ, trắng. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra đột biến. Thứ nhất, cho cây cao hoa đỏ lai phân tích, đời con thu được hai loại kiểu hình theo tỷ lệ một cao đỏ, một thấp đỏ, xác định kiểu gen của cây cao hoa đỏ. Bây giờ cô hướng dẫn các em. Cây cao hoa đỏ sẽ có kiểu gen là A lớn gạch, B lớn gạch. Lai phân tích có nghĩa là lai với cây thân thấp hoa trắng nên sẽ có kiểu gen là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. F1 thu được hai loại kiểu hình theo tỷ lệ là một cao đỏ, một thấp đỏ. Như vậy cô phân tích thành tích xác suất như sau. Ở đây một cao, một thấp, như vậy nó sẽ bằng một cao, một thấp nhân với ở đây đỏ nghĩa là 100% đỏ là một đỏ. Mà một cao một thấp chính là kết quả của phép lai A lớn A nhỏ, lai A nhỏ A nhỏ. 100% đỏ mà ở đây là B nhỏ nên đó là kết quả của phép lai B lớn với B nhỏ B nhỏ. Tổ hợp hai cặp gen này vào thì cô sẽ được là A lớn A nhỏ, B lớn lai với A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Và đó chính là đáp án của bài này. Cô sang cái ví dụ thế trường hợp 2. Tương tự như thế, nếu người ta cho lai cây cao hoa đỏ với một cây khác thu được 4 loại kiểu hình F1 theo tỷ lệ 3 cao đỏ, 3 cao trắng, 1 thấp đỏ, 1 thấp trắng, xác định kiểu gen của phê và cây đem lai thì cô hướng dẫn các em như sau. Tương tự, cây hoa đỏ thì có kiểu gen A lớn gạch, B lớn gạch. Bây giờ F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình theo tỷ lệ như thế này thì cô phân tích các em thành tích xác suất như sau. Đưa về phép lai một tính. Trước hết về chiều cao cây, 3 cao, 3 cao như vậy là 6 cao. 1 thấp như vậy là 2 thấp. 6 cao, 2 thấp, đó có nghĩa là 3 cao, 1 thấp. Ở tính trạng thứ 2, 3 đỏ, 1 đỏ là 4 đỏ. 3 trắng, 1 trắng là 4 trắng. Như vậy tỷ lệ là 1 đỏ, 1 trắng. Như vậy cô phân tích bằng 3 cao, 1 thấp nhân với 1 đỏ, 1 trắng. Mà 3 cao 1 thấp chính là kết quả của phép lai A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ. 1 đỏ 1 trắng là kết quả của phép lai B lớn B nhỏ với B nhỏ B nhỏ. Tổ hợp hai cặp này vào thì ta sẽ được là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Nhưng do phê có kiểu gen là A lớn gạch, B lớn gạch nên kiểu gen của phê bắt buộc phải là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Còn cây đem lai phải là A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Tương tự như thế, em có thể làm cho nhiều bài tập khác nhau. Ta đưa về phép lai một tính, nhân tích xác suất, ta sẽ được kết quả của lai nhiều tính. Còn bây giờ, cô cùng các em sẽ luyện tập lại bằng một số câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu thứ nhất. Theo Mendel, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, tính trạng được biểu hiện F1 được gọi là? Hiển nhiên, đó chính là tính trạng trội như phần lý thuyết cô đã nhắc. Câu số 2. Trong đề minh họa 2020, cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp hai cặp gen? Thì ta phân tích phương án A. A nhỏ đồng hợp, B lớn B nhỏ dị hợp. Như vậy thì đồng hợp một cặp, dị hợp một cặp. Phương án B. A lớn A nhỏ dị hợp, B lớn B nhỏ dị hợp. Như vậy dị hợp hai cặp. Như vậy đáp án đúng sẽ là phương án B. Như vậy C sai chỗ nào? A dị hợp, B đồng hợp. Phương án D là cả A và B đều đồng hợp. Câu số 3. Trong đề Trung học Quốc gia 2019, theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp? Tương tự,
cô hướng dẫn các em phân tích. Đáp án A, A nhỏ A nhỏ lại với A nhỏ thì đời con sẽ ra 100% A nhỏ A nhỏ. Mà A nhỏ nhỏ là kiểu gen đồng hợp nên nó chỉ có duy nhất một kiểu gen đồng hợp nên A đúng. Như vậy B sai chỗ nào? A lớn là A nhỏ A nhỏ thì ra cũng chỉ có một kiểu gen đời con, đó là A lớn A nhỏ, nhưng nó là kiểu gen dị hợp. Còn C thì ra đến 3 kiểu gen theo tỷ lệ 1 hay 1. D sẽ ra 2 kiểu gen theo tỷ lệ 1, 1. Như vậy thì A đúng. Câu số 4. Trong đề Trung học Quốc gia 2016. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1, 1? Thì ở đây là phép lai hai tính, hai cặp gen. Nên ta tách ra từng cặp, rồi sau đó tích xác suất như cô đã hướng dẫn. Ở phương án A, A lớn A nhỏ là A nhỏ A nhỏ là ra kiểu gen 1:1. B lớn B nhỏ là B nhỏ cũng ra 1:1. Như vậy nó sẽ bằng 1:1 nhân 1:1 là ra 4 số 1:1:1:1, không đúng. Phương án B, A lớn A nhỏ là A nhỏ A nhỏ ra hai loại kiểu gen theo tỷ lệ 1:1. B lớn là B nhỏ ra một loại kiểu gen theo tỷ lệ 1. Như vậy 1:1 nhân 1 là bằng 1:1. Như vậy đáp án B là đáp án đúng. Còn C, A lớn A nhỏ là lớn nhỏ là ra bao nhiêu rồi các em? 3:1, như vậy đã thấy sai rồi. Tương tự, A lớn A nhỏ là lớn nhỏ là 3:1. Câu số 5. Ở một loài thực vật, Alena lớn quy định thân cao là trội hoàn toàn so với Alena nhỏ quy định thân thấp. B lớn, quả đỏ, trội hoàn toàn so với B nhỏ, quả vàng. Theo lý thuyết, phép lai giữa phê A lớn A nhỏ, B nhỏ với A nhỏ A nhỏ, B nhỏ cho đời con có kiểu hình thân cao quả đỏ chiếm tỷ lệ. Bây giờ ta xem. Ở đây là phép lai hai cặp tính trạng về chiều cao cây và màu sắc. Bây giờ người ta biểu đời con có kiểu hình thân cao quả đỏ. Như vậy cô tìm thân cao và tìm quả đỏ, sau đó cô tích xác suất vào thì sẽ ra đáp số. A lớn A nhỏ lai A nhỏ thì đời con sẽ do kiểu hình thân cao là 1/2. B lớn B nhỏ là B lớn B nhỏ thì ra quả đỏ sẽ là 3/4. Như vậy đáp án sẽ là 1/2 nhân 3/4, đó là 3/8. Chính là bằng 37,5%. Đáp án A. Kem sang câu số 6. Trong trường hợp các gen phân ly độc lập tác động riêng rẽ và các gen trội hoàn toàn, khi thực hiện phép lai giữa một cơ thể đực có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, C lớn C nhỏ, D lớn D nhỏ với một cơ thể cái có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, C lớn C nhỏ, D nhỏ D nhỏ cho tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, C lớn C lớn, D nhỏ D nhỏ ở đời con là bao nhiêu? Bây giờ cô hướng dẫn các em giải câu này. Tương tự ở đây là lai 4 cặp. Phân ly độc lập thì bây giờ ta làm cho từng cặp, sau đó ta tích 4 cặp này vào thì ta sẽ được đáp số. Nguyên tắc sử dụng tích xác suất trong phân ly độc lập. A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ thì kiểu gen A lớn A nhỏ ở đời con là 2/4, hay nói cách khác là 1/2. Tương tự cặp thứ hai, B lớn B nhỏ là B lớn B nhỏ thì kiểu gen B nhỏ B nhỏ sẽ là 1/4. C lớn C nhỏ lai C lớn C nhỏ thì kiểu gen ở đời con C lớn là 1/4. Tương tự D lớn B nhỏ lai D nhỏ D nhỏ thì kiểu gen D nhỏ ở đời con là 1/2. Như vậy đáp án sẽ là 1/2 nhân 1/4 nhân 1/4 nhân 1/2. Như vậy nó sẽ là 1/64. Đáp án A. Và bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong một số tiết học tới.